Rồi, hello mọi người nha. Hi, Việt Cloud TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người nha. Hôm nay tiếp tục qua mọi người MCSA bài số 10 ha mọi người. Triển khai và quản lý group policy object ha. Hay là gọi là GBO ha. Bài số 10. Đây mình coi sơ đồ rồi. Rồi. Thì bài này mình sử dụng hai máy ha, một cái máy DC ha, IP201 thì một cái máy PC1 IP.1. Máy này domain controller ha. Máy này client ha, đã chọn domain. Bài mô hình đơn giản không có gì ha mọi người. Rồi, mình sẽ start lên hai cái máy lên ha, DC1. Start. Thì một đục một bục khô cổ uống miếng nước cái nhà mọi người. Thì mục đích của bài app này là hướng dẫn mọi người cách triển khai ha, nhà quản lý group policy object trong mô hình Active Directory Domain ha, bao gồm những cái lợi ích như thế này là triển khai GPO nè để app policy cho computer ha, và triển khai GPO để app policy cho user ha, coi như là policy cho computer nè, policy cho user nè, rồi cấu hình nè, folder redirection nè, triển khai cài đặt phần mềm bằng policy. Thay vì mình phải cài phần mềm từ từng máy ha, này mình sử dụng policy để áp xuống. Khi mà client nó start máy lên á thì tự động policy nó đẩy xuống và bắt buộc cái cài thôi mọi người. Ở đây mình thay vì mình dùng office ha cho nó nặng lâu á, mình dùng mình cài hôm nay mình cài Google Chrome nha, cài bằng policy. Rồi tạt luôn cái thằng PC1 lên. Thì có các bước lab như sau ha. Rồi bước 1. Rồi, cấu hình policy. Mình viết tắt nha mọi người, GPO. Bắt buộc user ha phải bật Windows Firewall. Đây có một số user nó tắt Windows Firewall gì đó, nói chung giờ mình bắt như là tất cả các máy client bắt buộc phải bật Windows Firewall ha mọi người. Rồi cái bài đầu tiên nha. Rồi giờ mình sẽ cấu hình trên máy DC nha. Rồi đây log on ha mọi người. Log on domain admin nha. Thì để triển khai book policy thì mình phải tiến hành tạo user ha mọi người. Tạo ra tạo au nè. Tạo user ha. Rồi, mình vào đây mình mở bằng cái này cho mọi người ha, xem ha, dsa.nhc ha. Nhiều khi có biết được hai cách đi. Rồi, bình bung ra ha. Giờ mình tạo một cái OU Sài Gòn đi. Ok ha mọi người. Rồi, tiếp theo. Trong Sài Gòn thì mình tạo hai cái user đi. Đây là của chi nhánh Sài Gòn ha. Rồi, admin 1. Rồi, mình đặt admin 1 cho nó đơn giản. Rồi, ok. Tiếp theo. Rồi, admin 2 ha mọi người. Coi như có hai user quản lý là cái chi nhánh Sài Gòn hay là trụ sở gì đó. Rồi tiếp theo trong Sài Gòn thì có hai cái phòng ban. Kinh doanh. Rồi. Trong phòng kinh doanh thì mình có hai user luôn nha mọi người.
Để đơn giản mình đặt kinh doanh một cho nó dễ phân biệt ha, đặt rối quá mệt rồi. Copy ha, mình tạo hơi nhanh nha mọi người, thông cảm. Bước này nó bình thường ha. Rồi, có hai user luôn ha mọi người. Rồi, tiếp theo trong Sài Gòn sẽ có thêm một cái phòng ban nữa, đó là phòng nhân sự. Rồi, đặt gì cho nó dễ, nhân sự ha. Ok luôn. Rồi, trong nhân sự thì mình cũng sẽ có hai user. Rồi, ví dụ cái văn phòng ở Sài Gòn này mình có 6 user. NF1. Rồi, tạo tiếp user NS2 cho nó nhanh. Ok luôn. Rồi, mình kiểm tra lại ha. Trong Sài Gòn có hai user min 1 và min 2. Rồi, trong phòng kinh doanh có hai user, kinh doanh 1, kinh doanh 2. Nhân sự thì có nhân sự 1, nhân sự 2. Rồi, cấu trúc như vậy ha mọi người. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành bước thứ nhất ha, cấu hình JBO, bắt buộc bật Windows Firewall cho mình 5 giây uống miếng nước. Tại mình ít có nói lắm, mình đâu mình nói nó hay bị khô cổ nên cái giọng nó không được tốt ha, mọi người thông cảm nha. Cái như cái bài này là bắt buộc ha, là ghi là thiết lập policy để bắt buộc tất cả các máy trong hệ thống phải bật Windows Firewall. Rồi, chúng ta tạm thời đóng cái này lại nha. Rồi, chúng ta vô tool ha, group policy. Management ha mọi người. Ok. Bung cái domain ra nè. Rồi ha. Rồi cái này mình add policy cho cấp độ domain ha mọi người. Phải chuột cho domain ha. Chọn create ha, preview in this domain ha. Và link it here. Rồi, trong này mình đặt tên cho nó dễ nhớ nha. Windows Firewall. Đó, coi như là cái policy này mình bắt buộc. Mình viết đúng không ta? Rồi, đúng rồi. Rồi, ok ha mọi người. Rồi. Mình vừa tạo xong ha. Rồi mình phải chuột mình chọn edit nha mọi người. Rồi nó lên cửa sổ group policy ha. Rồi, mình làm chậm chậm cho mọi người theo dõi cho nó dễ ha. Rồi, để up policy này thì mình vào computer configuration ha. Rồi, policy administrative template network network connection. Mọi người chừng lộn với cái network này nha, nó có ba cái network này, network connection. Window Firewall. Nó mới kéo đi cho nó nhỏ thôi.
Rồi, xin lỗi mọi người nha. Chờ hơi lâu. Nghe có điện thoại kêu. Nghe điện thoại xong ha. Rồi, tiếp theo ha. Mình nhìn theo cái này ha. Network connection nè. Windows Defender Firewall ha. Domain profile. Rồi, tiếp theo mình kiếm cái Windows Defender Firewall Protect on Network Connection. Double click nha. Rồi. Hiện tại nó là not configure ha. Mình chọn enable. Rồi, ok ha mọi người. Rồi, tiếp theo mình chọn standard profile ha. Rồi, mình cũng có hình tương tự ha. Phải chuột edit cũng được hay là double click cũng được. Rồi, chọn enable. Ok ha mọi người. Rồi, tức giờ xong ha, mình đóng cửa sổ root policy lại ha. Rồi nhớ GB update seed fork ha mọi người. GB update seed fork ha. Update cái policy. Thì trong quá trình làm cái này là có một số cái policy nó không có apply liền được á, mình phải restart lại domain ha. Vậy mình nói trước để nhiều khi mọi người tưởng nó không được ha, mình phải restart lại. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra ha mọi người. Rồi giờ mình sẽ qua máy PC1 mình kiểm tra ha mọi người. Rồi bây giờ log on với user domain admin ha. Rồi mọi người mở control panel lên ha. Control panel. Đi cho nó nhanh. Rồi, system security ha mọi người. Đó, đây mình chọn Windows Firewall ha. Đây, mọi người thấy báo không? À. Security của bạn ha, một vài cái thuộc tính thì đã được quản lý bởi system admin ha. Thì mình thử mình tin ốp nè, không được ha mọi người, không có tin ốp được, coi như là bắt buộc ha. Rồi, ok, đây là xong cái phần cấu hình GPO đầu tiên. Mình tiếp theo cái ô thứ hai ha. Cấu hình ẩn ổ đĩa ha. Ở đây là cấu hình cụ thể là mình ẩn ổ đĩa C. Ẩn ổ đĩa C ha. Với các user trong OU kinh doanh. Rồi. Mình có nhu cầu ha. Ẩn cái ổ đĩa C, cái ổ Windows á thì một ổ C cho chú Windows á. Coi như là user log on như là không thấy ha. Đối với các user trong cái OU kinh doanh. Rồi mình sợ không cho nó lưu lên trên đó hay là một gì bất cứ lý do gì ha. Mình cấm. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành ha mọi người. Rồi nãy này mình sao đi.
Rồi, mình quay lại DC ha. Rồi, mình mở lại group policy mà mọi người. Rồi, mình bung cái kinh doanh ra. Rồi, tạo ha, tạo một cái CPO. Ở đây mình đặt là 2 C Right. Rồi, ghi gì chứ không được rồi đó. Ok ha mọi người. Rồi, mình phải vô chọn edit ha. Rồi, bung to nó lên. Rồi, để cấu hình cái tương ẩn ổ đĩa C này ha, mình cấu hình ở trong cái mục user configure. Rồi, user configure ha. Policy ha mọi người. Administrative template nè. Window component này nó rất là nhiều policy ha mọi người. Window component file explorer, bấm đây file explorer ha, mình kiếm cái hai file component file explorer. Rồi mọi người theo kịp chưa ha, tiếp tục ha. Rồi mình kiếm cái hai specific right in the my computer ha mọi người. Đây nó đây nó đây nó đây. Rồi deposit vô. Rồi mình enable policy lên ha. Trong cái phần Bitcoin này nè, Bitcoin of the following ha, combination đó thì mình chọn register write only. Coi như là giới hạn cái ổ đĩa C ha mọi người. Mình đọc tiếng Anh nghe thấy ghê không? Thôi thông cảm nha mọi người. Ok. Rồi mọi người kiểm tra lại ha, thấy enable rồi nha. Rồi, tắt cái cửa sổ này luôn. Rồi tắt luôn ha. Theo thông lệ ha, CMD CB update Check for. Rồi bây giờ mình kiểm tra mọi người ơi. Hồi nãy là mình ẩn user trong phòng kinh doanh đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ log on ha để kiểm tra ha, mình qua máy client. Thì bây giờ mình sẽ log on phòng kinh doanh, giờ mình on với kinh doanh một đi. Ok ha. Nếu mà nó ok là có nghĩa là nó sẽ không thấy ổ đĩa C ha mọi người.
Rồi mọi người chờ chút, load nó loại tạo profile cái ha. Rồi giờ mình mở OC lên mình kiểm tra nè. PC. Rồi rõ ràng ha. Không có thấy cái OC ở đâu. Ok cho mọi người. Rồi, ok. Mình thử vậy thôi ha. Thì tương tự với lại kinh doanh 2 cũng vậy thôi ha, tại vì nó nằm ở trong cái ô kinh doanh. Rồi. Xong phần 2. Phần 3. Cấu hình group policy RPO ha. Để map ổ địa. Nghĩa là mình sẽ dùng GPO ha để mình map cái ổ đĩa cho user, thay vì user nó phải xuyệt xuyệt server ha, truy cập dữ liệu á, thì mình sẽ map sẵn cho nó bằng tự động luôn ha, map tự động dùng GPO. Rồi mình trở lại DC ha mọi người. Rồi mình mở distributor lên, DBC my computer thì giờ đổi thành DBC. Rồi tạo một mục trên là data nha. Nó tạo thì một cái trên user nó map về đó. Rồi, share folder này ra nha. Ở đây mình là làm lab thôi nha, nhưng cũng không cần phải chi tiết mấy bên trong quá ha. Share nè, advanced share nè ha. Share deep folder, permission thì mình read được rồi. Đây mình làm lab mà. Ok. Rồi, mọi người thấy đường dẫn ha. DC1 data. Ok. Rồi, coi như là mình đã share một cái folder hay data ha mọi người. Rồi, mình giả dụ ở trong đây ha, có data 1. Thôi này cho ta viết thường. Data 1. Có nội dung đi. Hello 1. Rồi. New. Đây mình ví dụ nha, data 2. Hello 2. Sale. Ok ha. Thì bây giờ mình sẽ cấu hình dùng GPO ha, để cấu hình mình map map cái ổ đĩa Z cho user ha, trong cái OU nhân sự. Đó mọi người, nãy mình đã làm mà cho OU kinh doanh rồi ha, bây giờ mình làm cho phòng nhân sự, map cho phòng nhân sự cái ổ đĩa Z để user làm việc ha. Rồi tương tự mình vào group policy. Đây mình add policy ha mọi người. Nhân sự nè, phải chuột tạo policy ha. Rồi đặt cái tên là map đi. Network try. Ok. Đây có mắt của con này ha, mình chọn edit. Rồi, bung bự ra. Rồi, ở đây mình vào user configure ha. Preferences ha. Window setting. Đây cái roadmap này ha mọi người. Rồi, phải chuột mình chọn new. Map price. Rồi, location ha. Mình chọn đường dẫn hồi nãy ha, xuyệt xuyệt DC1 xuyệt data. Rồi chọn new cái reconnect ha, label là mình chọn Z nha mọi người. Oh, label sorry tên định data chứ view nè mình mới chọn ha. Nó tùy ý ha, nhưng mình thích ô Z thì mình chọn ô Z.
Rồi, ok nha mọi người. Rồi, đóng lại luôn ha. Đóng lại luôn. Như cũ ha. Server update. Đây, mình làm từ từ chậm chậm nha mọi người, theo dõi cho nha, cho nó dễ nha. Thôi coi như là OU phòng kinh doanh đó thì là ứng OC ha. OU phòng nhân sự thì được map ODH. Rồi, mình sẽ qua máy client ha. Kiểm tra. Mình log on với user nhân sự. Một. Kiểm tra là phải có ổ Z chứ. Sorry, lộn. Ổ Z nha mọi người. Thôi, mọi người chờ chút ha, tạo rồi file cái. Rồi, mình mở lên ha. DBC. Đây, có OZ rõ ràng ha. Rồi, data 1, data 2 ha. Rồi, ok. Xong cái phần này ha. Sao nhau. Rồi, tiếp theo mình sẽ cấu hình đi một cái cấu hình GPO để thiết lập folder option nha mọi người. Đây, cụ thể ở đây là mình cấu hình một cái policy để hiển thị cái phần mở rộng của file á cho các user trong OU HCM luôn ha, OU Sài Gòn. OU Sài Gòn ha. Lúc đặt Sài Gòn, lúc đặt HCM nó hay lộn ha, mọi người thông cảm ha. Trong quá trình làm lab nhiều khi mình cũng không bao lần. Rồi. Lúc policy ha mọi người. Lúc thì sử dụng Sài Gòn, lúc sử dụng HCM Hà Nội, Sài Gòn Hà Nội. Mình ra nó hơi tẩu quả. Rồi, Sài Gòn ha mọi người. Thì mình cấu hình trên cái Sài Gòn thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh nhân sự luôn ha. Coi như là toàn cái phòng cái chi nhánh Sài Gòn hay là trụ sở Sài Gòn gì đi. Rồi. Coi như hết cái Sài Gòn này là bị áp cái policy này ha. Coi như là bắt buộc cái file phải hiển thị phần mở rộng ha. Rồi, ok, tạo. Đây mình đặt là folder option. Như. Ok. Rồi, folder option ha. Rồi, edit. Mình vào một qua user configure ha mọi người. Rồi, reference ha. Này là trong còn cho panel setting nè. Trong folder option nè ha. Phải chuột new một cái. Rồi, folder option ha. Ngoài Windows Vista ha, XP bỏ đi. Rồi, trong cái sổ folder option mình ẩn ha. Mặc nên là ẩn cái phần mở rộng cho cái file ha, mình cho nó hiện lên. Nó chết vô là nó ẩn ha. Rất là tường minh ha mọi người. Nếu mà chết vô nghĩa là ẩn, không chết nghĩa là hiện. Rồi, ok thôi. Rồi, đóng cửa sổ này luôn ha. Rồi, JB update chìa khóa.
Rồi, mình sẽ đăng nhập. Rồi, thì cái này thì nó ảnh hưởng trên toàn cái trụ sở Sài Gòn ha, cho nên user nào cũng được. Ở đây mình đăng nhập NS1 luôn ha, nhân sự 1 luôn. Kiểm tra cho nó lẹ. Khỏi phải là log on user mới, nó phải tạo profile lâu. Rồi, đây mình ví dụ đi, mình tạo một cái file mới nha. Đây. Tên luôn ha, data nè ha. Mọi người thấy ha, nó có cái phần mở rộng nè ha. Chấm tê tê cho mình luôn nè nha. Ok ha. Rồi, nhân sự. Rồi mình đọc sao đi ha, chút kiểm tra tiếp. Rồi, xong cái phần folder option ha mọi người. Rồi, sang cái policy thứ 5. Mình sẽ cấu hình folder redirection. Folder nè. Redirection. Biết đúng không nó đây? Rồi, chính xác. Thì cái folder redirection này á, thì mặc định là khi mà user log on ha, nó sẽ có cái thư mục document, thì mặc định nó sẽ lưu tại máy local ha mọi người, nó không có lưu trên server ha. Thì mình sẽ dùng cái policy này để mình cấu hình để đường dẫn lưu document của user á về server ha. Ở đây cụ thể là mình sẽ làm cho cái phòng nhân sự ha. Đây mình mở mặt ra chú thích cho mọi người dễ nhớ nè. Cái lưu cái tóc của mình của user lên server. Ok, cụ thể đây là phòng nhân sự ha. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình sẽ tạo một cái folder cho user nó lưu ha mọi người. Đây. Tiếp tục new. Document thì mình ghi là doc đi. Ok. Rồi, mình phải vô mình share nó ra nha. Share advanced share ha. Share this folder permission. Đây mình cho quyền full ha để nó lưu ha. Ok. Rồi, xong. Rồi, tiếp theo mình mở policy lại ha. Mình làm cho anh OU nhân sự không mọi người. Đây, nhân sự đây, mình tạo thêm một cái. Mình đặt tên là folder redirection ha, tên gì cho nó dễ sai. Folder redirection rồi, chắc cũng đúng rồi đó. Ok rồi, có đây ha, chuột redirection. Rồi mình chọn edit, rồi phóng to lên nó dễ. Vào user configure policy ha mọi người. Window setting folder redirection ha. Này thì mặc định user nó sẽ lưu rất là nhiều ha. Application data nè, desktop, start menu nè, document này, rất là nhiều ha. Picture, music, đủ thứ hết. Download nữa. Rồi, mình làm cái document thôi ha. Phải chuột document, chọn property. Trong cửa sổ document property ha, mình bung ra.
Mình chọn basic thôi mọi người. Rồi, trong cái root bắt ha, mình nhập đường dẫn server vô ha. DC1 stop s. Nhớ có chữ s ha mọi người. Rồi, kiểm tra lại ha, chọn basic ha. Rồi, ok. Rồi. Cửa sổ quan in ha. Thì nói chung là nó nói là cái policy này thì không có hỗ trợ Windows 2000 ha. Windows XP. Windows 2003 vậy đó. Rồi, mình chọn Z luôn ha. Mấy Windows đó giờ tao bỏ hết rồi, Windows 7 còn bỏ hết hỗ trợ rồi ha. Thì nó cảnh báo cho mọi người thôi, hộp họ thoại warning in ha. Rồi, ok. Đóng luôn chứ quên. Rồi, update xịt phọt ha mọi người. Rồi cái này là mình apply trên cái phòng nhân sự ha. Rồi mình tiếp tục mình test trên user nhân sự tiếp. Log on nhân sự 1 hay. Rồi, mình sẽ mở cái document nó lên. Đây, document nè. Đây là ở đây cũng được nè. Phải chuột ha, mình property cái. Đây, location nha mọi người. Nó chưa có apply nha. Nó vẫn còn là đường dẫn local ha, OC ha. Rồi. Mình khởi động lại nha. Restart lại. Thì khi mình kiểm tra đường dẫn thì nó bắt buộc nó phải là xịt xịt DC1 ha, đốc ha. Rồi, log on, NS1. Rồi, mình mở đốc của mình lên ha. Đây, mọi người thấy nó xanh xanh này nè. Đó, lỗi nó là ăn rồi đó mọi người. Property ha. Đây. Location ha, DC1, SN1. Rồi, giờ mình sẽ tạo một cái file đi. À, gọi là test. Test doc ha. Ok không? Rồi, ok. Cho cái nội dung luôn. Hello. Rồi. Giờ mình sẽ qua bên server mình kiểm tra ha, coi nó có tự động nó đẩy lên trên server không ha. Đi ha. Đây đọc ha. Đây, có NS1 ha mọi người. Có đó của mình rồi ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo ha. Cái policy thứ 6 ha. Triển khai cài đặt phần mềm ha bằng policy cụ thể deploy
software policy, nghĩa là mình triển khai policy ha, để cài tự động phần mềm cho user ha, thay vì admin phải đến từng máy cài ha, thì mất thời gian lắm. Với lại làm ví dụ như 100 máy lên thì phải đến 100 máy cài. Cái này mình sẽ cài tự động ha mọi người. Dùng repo. Ở đây mình sẽ dùng một cái phần mềm như là Google Chrome đi ha. Cài cho nó nhanh ha mọi người. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ quay qua DC ha. Mở công cụ Active Directory User and Computer lên. Thì để triển khai được cái policy này á, thì mình không phải triển khai trên user account ha, mà mình buộc phải triển khai trên computer account. Rồi, ở đây mình tạo một cái ô mới nha. Rồi, ở đây mình đặt là client ha. Sai rồi. Rồi, ok ha. Client OU đi. Rồi. Mình tạo một cái OU này ha, để mình apply cái CPU deploy software nha. Tại vì để cài được apply cái policy này nó chỉ apply trên computer account thôi ha, chứ không apply trên user account ha. Rồi mình qua cái tab computer nè. Đây. Có cái PC 1 á. Mình sẽ move nó qua bên client OU ha mọi người. Move. Đây là NU ha. Ok. Mục đích là mình đưa nó vào đây để mình học policy cho nó ha. Deploy software. Rồi trước tiên mình để mà apply cái policy này ha, thì mình phải có cái software. Rồi ở đây giờ mình sẽ download software ha mọi người. Rồi vô Google đâu về ha. Google. Rồi Google Chrome. Enterprise ha. Download luôn. Mình sẽ đào cái phần mềm Google Chrome ha, Enterprise. Rồi, ở đây Win cho Win chọn Windows 64 bit ha mọi người. Download. Download. Lưu tập tin ha. Rồi, để cho nó đào về ha. Rồi, xong ha. Rồi, mình giải nén nó ra nha. Rồi sau khi mình đau về ha, mình giải nén ra ha, thì mình được một cái file cài đặt nè. Rồi giờ mình sẽ copy cái file này vào cái folder ha, mình share nó ra ha mọi người.
Rồi, cứ copy vô ổ C ha. Mình đặt tạo một cái thư mục software. Rồi, dán nó ra ha. Rồi, mục đích đó là mình dùng Odyssey ha để cho mình cài Google Chrome này trên Mac lên. Rồi, chúng ta tắt cửa sổ lại ha. Rồi, chúng ta mở cái group Odyssey lên. Mình share nó, mình chưa share không mọi người. Share nó ra chứ. Software. Share. Rồi, ok ha. Rồi, mình đã share cái thư mục software này ha. Rồi, quay lại policy ha. Đây, phải chuột lên có ô client. Tạo new. Tên là deploy. Rồi, viết hoa chữ thường. Deploy software. Google CH Chrome. Rồi, ok ha mọi người. Rồi, mình phải chuột ha, edit. Phùng cho nó lớn lên. Uống nước cả. Khô cổ quá. Trong cửa sổ Group Policy Management Editor ha, mình vào Computer Config nè, Policy nè, Software Setting, đây Windows Installer nè, thì để triển khai được cái cài tự động bằng Rebio ha cho dự sơ á, thì mấy cái file cài đặt nó phải là cái đuôi chấm MSI ha mọi người. Rồi cho mình để mình kiểm tra lại chắc cho mọi người thấy nó chắc căng ha. Software nè. Mình vô view ha. File name extension nè. Ok, mọi người thấy ha. Cái đuôi là chấm MSI ha. Rồi. Right. Quay lại policy. Rồi mình phải chuột chọn new ha, chọn package. Rồi ở đây cái cửa sổ file name nè ha, mình xịt xịt DC1 xịt software. Rồi enter cái ha. Ra đúng cái file MSD ha. Rồi chọn open. Rồi, ở đây là mình chọn assign ha mọi người. Mình gán luôn ha. Ok. Đây kiểm tra lại ha, software installation nè, có cái Google Chrome ha. Rồi ok ha, mình đóng cửa sổ group policy lại. Nhớ GB update sẹt phọt. GB update sẹt phọt ha mọi người. Rồi
Giờ mình sẽ phải khởi động lại Max Lion ha, cho nó apply policy mới được. Rồi, ok. Rồi. Vì đây là mình apply trên computer account ha, chứ không phải user account nha. Cho nên tất cả các user đều cài đặt hết ha. Mình kiểm tra nếu mà có Euro Storm là thành công ha. Còn không có là không thành công. Không thành công thì mình sẽ làm cái gì? À, trong mình thấy nó khởi động không? Lock on rất là lâu ha. Đó, nên nó đang ăn policy, đang cài đặt đó. Còn nếu mà lock on nhanh vô à, có nghĩa là nó chưa apply policy đó, nó nước là lâu ha, nghĩa là đang cài á. Bình thường lúc nãy mình log on net 1 ha, lúc nó chưa có cái policy cài Google Chrome á thì nó vô rất là nhanh. Rồi đó, mình kiểm tra coi nó có chưa nè. Google Chrome như không thấy rồi đó, không thấy rồi, không thấy luôn rồi đó. Giờ là chắc chưa có cài được rồi đó. Rồi, rõ ràng không thấy rồi, nếu có là trên desktop nó sẽ có ha. Rồi mình khởi động lại lần nữa đi. Rồi, lock on không mọi người, NS1. Rồi. Sau khi lock on là khởi động máy lại lần nữa ha. Thì mình đã được apply policy ha. Đã cài Google Storm rồi nè. Chạy thử coi. Ok. Microsoft.com. Rồi, ok. Rồi ha mọi người, hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người về repo ha. 6 cái hơi dài ha. Bây giờ cũng hơn 30 phút rồi đó. Rồi, mọi người khi làm lab nhớ chú ý ha, làm từng bước theo mình ha. Mình là cố tình làm nó rất là chậm 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 đó để cho mọi người theo dõi cho nó tiện ha. Rồi, bài lab tới đây là mình kết thúc ha. Hẹn gặp mọi người vào bài lab tiếp theo. Chúc mai tranh thủ làm tiếp ạ. Rồi, nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ha, cũng như bấm vào cái chuông ha để theo dõi tiếp những bài lab của mình ha. Rồi, xin chào mọi người nha.